Chào mừng các bạn đã đến với Di động Nhật Nam nhé. Hôm nay mình sẽ ra cái tập 10 về iPhone giảm giá theo cái yêu cầu bình luận của tất cả các bạn xem kênh. Thì đầu tiên ngày hôm nay mình sẽ xin phép các bạn rằng là mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái dịch vụ mà Di động Nhật Nam sẽ triển khai trong bắt đầu kể từ ngày hôm nay. Và mình có phát triển và nhận thêm cái dịch vụ gọi là tương tác Facebook. Tương tác Facebook có nghĩa là những bạn bán hàng online trên Facebook mà đăng bài lên không có người xem và không có khách hàng thì các bạn có thể liên hệ tới Di động Nhật Nam để hỗ trợ tương tác cái trang Facebook của các bạn để bán hàng tốt hơn, cũng như tăng độ uy tín và tăng cái lượng hiển thị dành cho trang của các bạn để tiếp cận khách hàng dễ hơn. Và các bạn cũng biết tới Di động Nhật Nam làm cái gì cũng phải đều là chuẩn, đều là ok. Và cái dịch vụ này cũng thế, mình làm hàng chất lượng cho nên những cái follow hay những cái like dành cho trang Facebook cá nhân của các bạn hay là trang fanpage bán hàng thì nó sẽ là những cái lượt like chất lượng để được cái nền tảng Facebook đánh giá cao. Và khi được đánh giá cao thì các bạn sẽ tiếp cận khách hàng một cách nhiều dần lên theo từng ngày các bạn nhé. Mình có các gói đơn lẻ để các bạn mua là 1.000 like, 1.000 follow hay là 5.000, 10.000, thậm chí 20.000. Và có những cái gói mà chạy theo tháng các bạn nhé, theo tháng, theo tuần để các bạn có thể lựa chọn. Các bạn hãy liên hệ đến số Zalo 0979 782366 và 0367 709123 để mà được mình tư vấn phù hợp với ngành hàng các bạn bán để mà mình sẽ chạy tương tác trang cho các bạn nhé. Mình đã nghiên cứu kỹ và cái sản phẩm của mình là không phải là sản phẩm ảo mà là sản phẩm thật, cho nên là những cái like, những cái lượt xem nó hoàn toàn chất lượng và còn mãi mãi, chứ không phải là nó sẽ bị mất dần giống như các bạn sử dụng những cái dịch vụ rẻ tiền chỉ làm đẹp trang, tức là chỉ làm cho vui. Chứ còn như của mình ở đây, chẳng hạn như cái trang Di động Nhật Nam của mình, các bạn thấy là bây giờ hàng ngày hàng giờ là có tương tác và mình đã bán được hàng trên Facebook, và những cái lượt follow hay là những cái lượt like ở trên bài đăng hay là trên trang của mình thì đều có thông báo đó. Và như cái trang của mình đây, mình sơ mình chạy là 7k 9k người theo dõi, nhưng mà cái này là mình làm live ra làm chơi cho vui, còn khi khách hàng làm thì mình sẽ làm đúng theo con số khách hàng yêu cầu và sẽ có mức giá phù hợp. Cũng như ai chạy theo tháng thì mình cũng nhận luôn chạy theo tháng, vì bên mình là dịch vụ gọi là toàn chọn những dịch vụ chất lượng và sang xịn mịn các bạn nhé. Cũng giống như bán điện thoại, mình chỉ bán điện thoại zin chất thôi, iPhone chuẩn quốc tế các bạn nhé. Rồi, ok, và như thường lệ nữa thì các bạn biết là chúng ta phải xem lại cái tập trước để được biết rằng hôm nay sẽ giảm giá cái gì. Đấy, để giảm giá cái một sản phẩm thì lại phải theo yêu cầu các bạn bình luận đây nhé. Mọi người hãy ủng hộ kênh Di động Nhật Nam thì luôn luôn phát triển để theo kịp xu hướng thời đại. Và về marketing thì các bạn biết rồi, mình quá thừa kinh nghiệm trong lĩnh vực bán online. Cho nên những bạn nào gia đình bán online thì còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ đến Nhật Nam để được hưởng một cái gói tương tác để ra đơn online được nhiều mà giá cả lại cực kỳ hợp lý các bạn nhé, dịch vụ chất lượng. Ok, đây chúng ta sẽ xem những cái bình luận ở cái tập hôm trước là tập 10, hôm nay như vậy là tập 11 các bạn ạ. Đợt này quyết định làm dài kỳ giống như phim Ấn Độ các bạn nhé, kiểu cô dâu 8 tuổi cho các bạn vui. Thì đây cái bình luận nổi trội nhất ngày hôm nay là mình thấy có giảm iPhone 8 Plus 218G đi anh. Thực tế thì ở shop thì cũng và cả ở hãng nhà táo thì cũng không có sản xuất một cái iPhone nào mà 8 lút 218G cả. Nó chỉ có là 64G, là tức là 64GB hay là 256GB thôi bạn nhé. Và rất tiếc là cái bình luận này ngày hôm nay không được áp dụng, bởi vì mình không còn một cái 8 lớp nào hết. Mình đã bán hết sạch 8 lớp rồi thì lấy cái gì mà giảm giá các bạn. Ok, chúng ta chuyển xem cái bình luận tiếp theo. Được 3 like, 3 like thì mình nghĩ không có cửa rồi, vì ngay cái phía dưới mình thấy có 7 like. Rồi bạn này thì lại giảm giá Xiaomi, Redmi, Samsung, giá dưới 4 triệu anh ơi. Ok bạn, nhưng mà bạn đã yêu cầu quá nhiều. Vì nói thật, một tập Nhật Nam chỉ giảm giá được một loại máy thôi. Rất mong bạn thông cảm vì cái sự bất tiện này, nhưng tiền thì cũng phải từ từ mới làm ra được, nên là cũng không thể nào mà
một lúc có thể chúng ta giảm nó quá nhiều. Rồi tiếp theo một cái bình luận có 6 like, đó là giảm giá iPhone XS 256GB đi anh, của Văn Cường 8796. Ok Văn Cường, khả năng cái bình luận này là cái bình luận sẽ đạt được cái giải thưởng ngày hôm nay. Giải thưởng là được giảm giá XS đấy, có thể bạn này muốn mua lên bạn mới bình luận đúng không? Rồi ok, tiếp theo thì một bạn nữa được 3 like, bạn nữa là 1 like, một bạn nữa lại 3 like, 2 like, 1 like, 2 like, 1 like. Và không like thì mình tặng cho 1 like cho vui. Ok. Rồi, iPhone 8 thường 3 like, Note 10 4 like, 7 lút 2 like. Rồi, có bạn này thì bình luận rất là khẩu nghiệp luôn, kêu làm nhiều việc quá, cao huyết áp, chết sớm. Dạ vâng, nhưng xin nhắn gửi đến bạn rằng là hay ăn lười làm thì đôi khi lại còn bị không có cái bỏ vào mồm thì gọi là chết đói đấy. Đấy, nghèo đói hoặc là không phát triển được sự nghiệp. Mà đời người đàn ông ấy, thì quan trọng sự nghiệp. Đấy, con cháu sau này nó mới vững chãi. Thế, nhắn gửi đến bạn như thế nhé. Bạn không làm được thì không có nghĩa người khác không làm được. Cho nên là bạn đừng bài xích ai hay là có những cái bình luận nó khẩu nghiệp như thế. Và chưa biết thằng nào chết trước thằng nào đâu. Ok. Rồi, thì ở đây hôm nay sẽ được giảm giá là XS 256GB các bạn nhé. XS 256GB thì mình sẽ còn những cái sản phẩm như thế nào đây? Mình sẽ còn những cái sản phẩm như thế này đây. Đây, tổng cộng ở đây là 4 máy chơi giảm hết luôn. Giảm hết cho xong việc nhá. Đầu tiên là có 2 chiếc màu đen. 2 chiếc màu đen đẹp leng keng xà beng cho các bạn luôn. Phiên bản 256GB màu đen nguyên zin chuẩn quốc tế, màn hình 5,8 inch các bạn nhé. Cực kỳ chất lượng, ok. Đẹp và phê. Nguyên zin quốc tế, bán ra bảo hành 6 tháng và ngày hôm nay sẽ giảm giá 200.000. Tạo điều kiện cho bạn nào hôm nay thích mua XS 256GB màu đen sẽ chỉ còn là 6.4 triệu. Bình thường là đang bán 6.6 triệu, các bạn biết rồi đấy. Con này zin keng, tức là ngoại hình đẹp keng và chuẩn zin quốc tế. Zin có nghĩa là máy zin chất, men không bị sửa chữa, màn hình không bị thay thế, xài ổn định và bảo hành 6 tháng. Bên Nhật Nam bán thì các bạn biết là báo giá chỉ có máy không, không tặng phụ kiện và không bao ship, tức là máy trần. Và khi mà các bạn muốn mua thêm sạc thì chúng ta cộng thêm tiền. Phí ship thì cộng vào các bạn nhé. Và tiền cọc thì mình trừ ra. Như vậy là quá rõ ràng, rành mạch để các bạn mua. Thì sản phẩm này là 256GB, màn hình 5,8, chuẩn quốc tế. Máy sạch sẽ, không dính iCloud và không bị bypass. Các bạn mua về tự tạo iCloud mới, tự quản lý, tự tải ứng dụng và xài. Ngon lành, cực chất. Nhà Nam bảo hành 6 tháng, lỗi kỹ thuật là đổi, không sửa chữa. Quá yên tâm. 6.4 triệu đối với sản phẩm XS màu đen 256GB ngày hôm nay các bạn nhé. Tiếp theo thì sẽ còn là màu trắng 512GB giảm luôn. Có một cây thôi giảm luôn. Đang bán là 7.1 triệu, hôm nay bán 6.9 triệu các bạn nhé. 512GB là bộ nhớ rất nhiều cho anh em nào thích quay chụp, lưu giữ khoảnh khắc. Mà lại thích xài máy nhỏ gọn chất lượng thì XS 512GB là một sự lựa chọn rất đúng ở thời điểm này các bạn ạ. Giá 6.9 triệu ngày hôm nay nhé. Bởi vì bình thường nó đang là 7.1 triệu. Và tiếp theo là còn duy nhất một con màu vàng, màu gold cho những ai hợp phong thủy và thích màu gold, màu kim. Thì con này sẽ có giá bán là 6.8 triệu ở ngày bình thường. Nhưng mà ngày hôm nay là cái tập 11 được giảm giá XS. Thì sẽ còn là 6.600.000 triệu thôi. Như vậy, có 4 máy, bạn nào kết thì còn chần chờ gì mà không liên hệ đến Nhật Nam để chốt luôn. Lưu ý là máy cam kết zin, cam kết quốc tế đến trọn đời máy và sẽ bảo hành cho các bạn một đổi một trong vòng 6 tháng các bạn nhé. Tiếp theo thì ngày hôm nay Nhật Nam vẫn còn rất nhiều sản phẩm ở đây. Ngày hôm nay thì mình nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi về sản phẩm iPhone 11 Pro. Cho nên mình sẽ review chi tiết kỹ cái sản phẩm iPhone 11 Pro mình đang còn đây. Mình sẽ còn một máy là màu xám đen. Nói chung là đẹp, zin, chuẩn, quốc tế, màn hình 5,8 inch, nhỏ nhưng có võ. 3 camera sau, 256GB bộ nhớ, phiên bản 2 SIM vật lý cho các bạn không thích đi đổi eSIM bất tiện. Thì đây là sự lựa chọn hợp lý, chuẩn chỉ ok. Và sản phẩm này mình sẽ bán cho bạn với cái giá là 10.500.000. 10.500.000, cam kết là hàng đẹp, zin 99%, quốc tế, ngon, bảo hành 6 tháng và cũng là máy trần, không tặng phụ kiện, không bao ship. Bên cạnh đó thì mình còn thêm màu xanh rêu, màu xanh áo lính, một phiên bản gọi là màu bán rất chạy. Màu này nhiều người thích mua lắm. Màu xanh rêu, đẹp, đậm, chuẩn, ok. Và cũng hàng zin đẹp 99%, quốc tế, ngon lành, cũng là phiên bản 256GB. Màn hình nhỏ gọn 5,8 inch, 3 camera sau, cực chất.
cũng là hai sim vật lý, tức là đút luôn được hai cái sim vào đây xài, không cần phải ra tổng đài. Đôi khi ra tổng đài gặp mấy em chân dài, chúng ta lại kiểu như bị khớp, lại lúc đấy lại bị cà lăm hay là bị gọi là run tay run chân, đúng không? Đấy, cho nên là dành cho những người mà gọi là sợ gặp gái xinh. Đấy. Nói chung gặp gái xinh tốn tiền lắm, ra làm sim cái lại tốn mấy chục. Đấy, cho nên là cứ mua hai sim vật lý, tự ở nhà lấy cái cây chọc sim chọc ra gắn vào xài luôn. Ok nhá, đỡ mất việc. Đấy. 256GB màu xanh rêu và giá bán của nó cũng là 10.500.000. 10.500.000. Rồi tiếp theo nữa thì cực kỳ nhiều bạn hỏi mình về 8 thường. Thì 8 thường hôm nay còn màu đen 3.000.000. Và dĩ nhiên rồi các bạn nếu muốn được mua giảm giá thì vui lòng để lại bình luận phía dưới và kêu gọi mọi người nhấn like mạnh vào nhé. Tuy nhiên thì cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn like cho kênh, nhiệt tình vào nhánh. Rồi để lại bình luận khen mình vài câu nha. Nói chung mình thích được khen. Đấy. Chứ ghét chê thật sự luôn, thật lòng luôn. Không biết ở đây anh em có ai thích bị chê hay không, chứ còn mình là chỉ thích khen thôi, không thích bị chê. Ai chê nó nghe khó chịu lắm. Đấy. Chỉ ưa nịnh thôi. Ê mày từ tếu chứ, đúng là cha sinh con trời sinh tính. Rồi ok, 8 thường 8 nhỏ này là phiên bản 64GB, màu đen, đẹp, chuẩn zin quốc tế, ngon lành, bảo hành 6 tháng, giá 3.000.000 màu đen. Bên cạnh cái màu đen thì chúng ta còn có cả màu gold. Màu gold thì giá của nó sẽ là 3.100.000 các bạn nhé. Màu gold cũng là một cái màu khá đẹp, chuẩn, ok, ngon. Con này thì nó có dán cái miếng cường lực nên các bạn nhìn thấy nó hơi gồ lên thôi. Là do dán cường lực chứ không phải là màn hình bị kênh hở lên nhé. Đấy, nói rõ chúng có xem video tí để có người bóc phốt. Ok, màn hình 4.7, máy quốc tế, ngon lành, men zin, màn zin, xài tốt và bảo hành 6 tháng, giá 3.100.000, màu gold. Tiếp theo thì sản phẩm SE 2020 vẫn còn đủ 3 màu. Các bạn nhìn thấy nó giống iPhone 8 không? Nhưng đừng nhầm, đây là SE 2020. Máy nguyên zin chuẩn quốc tế, ngon lành, màn hình 4.7 inch, pin 8x zin và giá bán là 3.450.000. Ngày hôm qua được giảm giá thì chốt cũng khá nhiều nhưng vẫn còn, bởi vì về một lần mấy chục máy. Mình thì phải cái mồm rộng lên mỗi lần nhập hàng á, nhập nhiều, đấy, đôi khi lỗ chỏng gọng ra, nhưng mà vẫn thích kiểu giải quyết khâu oai mà. Quay nhiều máy lên cho nó sĩ với mọi người, cho nó oai thôi, chứ ngoài ra bán chả được mấy cái đâu. Đấy, tháng bán chừng 500-700 cái thôi. Nhưng mà cứ thích nhập hàng ngàn cái, đấy, để tháng sau bán tiếp. Ok các bạn nhé, nói chung là oai, ai cũng thích. 4.7 inch, màu đen, giá 3.450.000, mình thấy là mức giá đẹp các bạn ạ. Không những có màu đen thì còn có cả màu trắng tươi sáng, trắng ngọc trai, trắng ngọc trinh, cực chất, ok, và cũng thế, cũng 64GB, màn hình 4.7 inch, ngon lành, cành đào. Và giá bán cũng là 3.450.000, máy zin. Dĩ nhiên rồi, bạn nào chắc ăn muốn thay pin mới thì phải cộng tiền pin vào nhá, chứ mình không có thay free đâu. Còn máy đây của mình là nguyên zin, ai thuê mình thay pin thì mình thay. Còn không thôi trả động vào, anh lại bảo mất zin phải bán rẻ, khổ lắm. Lại vừa mất pin, mất công, xong lại bị mất zin, đấy. Mất lắm thế thì ai dám động vào, thôi cứ để đây. Để nguyên zin bán 3.450.000. Ăn có mời, làm có khiến, khi nào thuê thay pin thì mới thay, đúng không? Đó, giờ chơi theo đúng phong cách đấy luôn. Rồi, tiếp theo nữa đây thì có sản phẩm 13 Pro mới tinh. 13 Pro mới tinh này thì không còn nhiều đâu. Hiện tại ở đây là còn một máy màu xanh rêu và hai, nói thật là còn một máy màu xanh rêu và hai máy màu vàng, là tổng cộng là còn 3 máy. Đấy. Thì giá bán của nó là 17.500.000. Vì cái sản phẩm này tại sao giá nó lại đắt như thế? 13 Pro thôi. Có bạn sẽ vào bình luận rằng là bán đắt như là người ta bán 13 Pro Max, nhưng mà không phải, vì cái chất lượng của con này nó thượng thừa. Chất lượng của nó là một chiếc máy mới, tồn kho thanh lý bên Nhật về, pin mới sạc 1-2 lần thì các bạn sở hữu nó chả khác gì mua đập hộp. Mà cái ngày mới đập hộp ra thì con này cũng phải cỡ 30 củ, có 30.000.000 đấy. Hôm nay có 17.000.000 mấy thì rẻ bằng một nửa rồi. Ok, màn hình 6.1, máy mới tinh thì chả có gì phải bàn cãi nhá. Chuẩn zin quốc tế, ngon lành, cành đào, bảo hành 6 tháng luôn. Yên tâm mà xài. Các bạn chỉ việc xài thôi. Còn dĩ nhiên ai nằm rơi hay đập ra thì không được bảo hành, có thế thôi. Ngoài cái màu xanh rêu áo lính thì chúng ta còn có cả màu gold, cũng thế, pin 100% mới sạc 1-2 lần, nói chung ngất ngây con gà tây luôn. Cầm một cái máy là phê như con tê tê nhá. Đấy, đẹp leng keng xà beng, chuẩn chỉ, màn hình 6.1, pin trâu, 3 camera, đẹp, ngon,
và giá bán là 17.500.000, bảo hành 6 tháng. Lỗi là đổi không sửa chữa, quá yên tâm, máy mới cứng, chả có chuyện lỗi được các bạn nhé. Tiếp theo là con này cận mới. Tại sao gọi cận mới? Bởi vì khách có xài rồi thì không thể nào gọi là mới được, mặc dù nhìn cũng không khác gì mới. Và khách người ta rất kỹ, người ta dán BBF này. Đó, và con này là một con màu xanh blue duy nhất mình đang còn, bán 16.800.000. Rất là nhiều người kết rồi nhưng vẫn cứ muốn trả giá xuống 2-300. Mình nói thật, 16.800.000 con máy này là rất ok rồi. Bởi vì nó là chính hãng VN là thứ nhất, thứ hai pin còn nguyên 100%, mới sạc có 20 mấy lần. Thì giá này là hợp lý rồi. Giá này là hợp lý rồi các bạn nhé, cực kỳ hợp lý, 16.800.000. Các bạn không tin thì các bạn cứ tìm hiểu cái giá mới. Khi ở một cùng một cái thời điểm cái giá iPhone mới thì cái bản VN bao giờ cũng đắt hơn bản Mỹ là khoảng 1.5-2 triệu. Đấy, cho nên là cái bản VN thì bao giờ nó cũng cao cấp hơn rồi, nó đắt hơn. Vì nó là hàng chính hãng. Còn bản kia chỉ là bản quốc tế sách tay các bạn nhé. Đó. Cho nên là cái này 16.800.000 thì mình thấy rất là êm rồi, nhưng mà không hiểu sao bị mấy anh khách cứ trả giá thế là nó vô duyên. Mà nó đã vô duyên rồi, lâu bán được lắm, chán ghê. Cho nên là nói thật các anh mà thích trả giá thôi làm ơn nhá, đừng gọi đến cho em, các anh không cần mua cũng được. Em năn nỉ luôn đấy, gọi đến cho em, tội nghiệp em lắm. Nó cứ ế thêu ế thúi ra, không hiểu cái vía nó làm sao. Mà không lẽ mỗi lần có anh nào gọi đến trả giá lại cứ lại đi quay ra đi đốt vía thì nó lại mất công, mất thời gian, đúng không? Hay là mấy anh nào mà muốn yêu cầu chụp hình thì thôi em lạy mấy anh cũng đừng gọi cho em. Em không cần bán cho các anh, mà các anh thôi cũng không cần phải mua của em làm cái đếch gì cả nhá. Rồi lên đây đôi co bảo là em không chụp hình, bán ở không uy tín, thấy không uy tín thì biến đi mua chỗ khác là xong, có cái đếch gì đâu mà cứ phải cay độc, cay mồm, cay miệng với nhau làm cái gì cho nó khổ vậy. Chúng ta đã không thuộc về nhau rồi thì thôi, thuộc về đứa khác là xong, đúng chưa? Đơn giản, chả có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều. Đấy. Sợ mua máy cũ, sợ mua online thì đi mua máy mới, mua ở tiệm gần nhà. Đấy, cái việc nó quá dễ, có cái gì đâu phải vào bình luận vừa mất thời gian, xong vừa bị người ta bực mình, ta nói cho mấy câu thì để đâm ra cay cú. Đấy, trong khi người ta có động chạm gì đến nồi niêu nhà mình đâu, mà mình phải động chạm đến nồi niêu nhà người ta, đúng không? Mỗi người một phong cách sống, mỗi người mỗi tính, như mình đã nói đấy, cha sinh con, trời sinh tính, 9 người 10 ý. Nắm thầy thì nhiều ma, mà nắm cha thì đôi khi con khó lấy chồng. Đấy. Cho nên là thôi cứ sống đơn giản phiên phiến nhá. Việc của ai người đấy làm. Mình cảm thấy phù hợp với mình thì mình chơi. Không phù hợp với mình đừng chơi dáng nhá. Chơi dáng thì bao giờ cũng khổ lắm. Đấy. Rồi tiếp theo thì hôm nay có sản phẩm 12 thường. 12 thường thì nó đã lên giá từ ngày hôm qua. Và hôm nay thì mình có màu đỏ và màu đen. Giá tròn chỉnh là 9 triệu. Là những chiếc máy zin chuẩn ok 64GB quốc tế, rất ngon, rất là đẹp và chất lượng, giá tròn chỉnh 9 triệu, bảo hành 6 tháng, iPhone 12 thường các bạn nhé. Và mình xin nhắc lại là tất cả sản phẩm Nhật Nam bán ra chỉ có máy trần, không tặng phụ kiện và không bao ship các bạn ạ. Không tặng phụ kiện và không bao ship các bạn nhé. Rồi tiếp theo thì có sản phẩm là XN Max, thì ở đây thấy pin cao ngất ngây nên bán giá cũng rẻ, 7 triệu thôi, pin tới 96 và 95%. Thôi thì màu trắng, màu đen, pin 95-96, màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh. Cứ sơi linh tinh thì thẻ nào cũng trúng. Đấy, trúng hàng ngon. Sơi ở Nhật Nam thì chắc chắn là trúng hàng ngon, hàng chất rồi. Màu đen, màu trắng, giá bán là 7 triệu một máy các bạn nhé. XN Max này thì màn hình to, 6,5 inch, chuẩn zin quốc tế, ngon lành cành đào, mua về đút sim vào là dùng. Đấy, rồi có thể dùng được e-sim nữa, dùng được 2 sim. Ra tổng đài, gặp mấy em chân dài của Viettel nhé. Tốn 35k thôi, không nhiều, là đổi được e-sim. Đấy, là xài pha luôn. Chuẩn chỉ ok, cực chất. Rồi, tiếp theo thì có nhiều bạn cũng hỏi mình về sản phẩm 11 Pro Max và yêu cầu mình chụp hình. Thì mình thì có cái tính như thế này. Thà ế, thà để đây quay video cho anh em cười chơi cho vui là bán ế. Chứ bảo mình chụp hình là mình không chụp. Đây, máy thì đẹp, rất đẹp. Nhưng không bao giờ chụp hình. Đấy là nguyên tắc sống nhá. Nguyên tắc bán hàng đã đề ra từ ban đầu. Người mà sống sai mục đích ban đầu không làm được trò gì cả. Đấy. Ngay từ đầu bảo không chụp hình, bây giờ có ai đó nhắn tin chụp hình lại đi chụp nữa thì tự nhiên mình cảm thấy mình nó cũng hèn hèn sao á, nên là thôi chẳng chụp nữa. Đấy, nên là thôi chấp nhận ế, ế làm việc khác đấy, bây giờ chuyển qua marketing Facebook các bạn thấy không? Chạy Facebook. Thiếu gì việc để làm, đâu có phải bà cứ bán điện thoại mới kiếm được tiền đâu, đúng không?
Rồi, 11 Pro Max thì màn hình to 6,5 inch, pin trâu máy chất và đợt hàng này là hàng cực đẹp, đẹp zin 99% các bạn nhé. Chuẩn quốc tế, ngon lành và giá bán của nó là 11 triệu đối với màu xám đen. Có luôn cả màu xanh rêu, 11 triệu luôn, cũng đẹp dạng ngời mà không chói lóa. Đấy, đẹp zin chuẩn quốc tế. Cực kỳ chất lượng nha. 64GB giá 11 triệu và có một cái màu gold giá 11 triệu 400. Con này thay pin mới 100% và pin trâu cho nên là bán giá cao hơn 400.000. 11 triệu 400 cũng là 64GB 11 Pro Max các bạn ạ. Rồi, vừa rồi thì mình đã giới thiệu đến các bạn khá là nhiều sản phẩm chuẩn chỉ ok. Và bạn nào thấy mình bán hàng chất lượng mà nói đúng, nói ok thì hãy nhấn like, hãy đăng ký kênh rồi để lại bình luận ủng hộ cho mình. Và bạn nào thấy mình bán đắt thì có thể để lại bình luận nếu như bạn muốn giảm giá cái sản phẩm nào đó. Mọi người nhấn like nhiều, mình sẽ giảm giá vào ngày mai, tập 12 các bạn nhé. Đợt này mình chơi theo phong cách phim Ấn Độ luôn, chơi dài tập luôn nếu bạn hăng say xem kênh. Và rất là cảm ơn 126.000 người đã đăng ký và theo dõi kênh Di Động Nhật Nam trong nhiều năm qua. Di Động Nhật Nam có shop ở Tân Phú, Đồng Nai. Mọi người ở gần có thể đến trực tiếp ngay sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai để xem và mua. Còn tất cả bạn ở xa có thể gọi đến hotline có phải màn hình đây để đặt cọc, rồi mình sẽ ship đến tận nơi cho bạn nhé. Hàng đến vẫn được kiểm tra ok. Có bất cứ vấn đề gì trục trặc về máy, bạn liên hệ với bên mình để được đổi sản phẩm khác, nên các bạn cứ yên tâm. Và tất cả những sản phẩm mình bán ra trong nhiều năm qua, các bạn xài chán chê mê mệt rồi, muốn đổi nâng cấp lên đời, muốn bán lại, có thể gửi về shop Di Động Nhật Nam. Mình sẽ định giá và thu mua một cách công tâm nhất để tạo điều kiện cho các bạn đổi nâng cấp lên đời sản phẩm khác các bạn nhé. Cuối cùng thì xin trân trọng gửi đến lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn đã yêu mến xem video này và đã theo dõi kênh nhiều năm qua. Chúc các bạn thật nhiều thành công, nhiều sức khỏe và luôn vui vẻ bên gia đình các bạn nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.